Bạn ơi bạn dậy đi dậy chơi cùng mình đi buồn quá chả có ai chơi với mình lè. Thôi để cho nó ngủ đi mít, để tao chơi cùng mày nhé. Ok ông có trò gì hay mà đòi chơi với tôi nào. Anh hi hi buồn quá đi buồn quá đi tiếp nữa đi ông già vui quá trò này hay đấy nhỉ lào chơi tiếp nào. Thôi tao cũng đi ngủ đây buồn ngủ rồi. Cái gì thế vừa chơi đã buồn ngủ là sao? Mày có biết mấy giờ rồi không 2 giờ sáng rồi đó? Mới có 2 giờ mà. Khi bạn đang rất buồn ngủ mà nghe xem nó kể chuyện kiểu. Chắc tại hôm trước hành nó đến 2 giờ sáng giờ nó trả thù đây, mà không hiểu nó nói kiểu gì mà nước miếng văng đầy vào mặt mình thế mới cay chứ. Này cuối tuần này đi chơi không tôi biết có chỗ này vui lắm. Dù cả con bồ của ông đi cùng cho vui. Ông không thấy tôi đang buồn thối ruột ra đây à? Sao mà buồn có chuyện gì? Vừa bị con bồ nó đá Vậy thôi ông ở nhà đi. Ngùa bạn bè kiểu gì vậy nói cái là bỏ đi luôn à? À thì bé mà tôi vừa mới quen. Nó vừa nhắn tin cho tôi. Kêu em đang buồn vì vừa mới chia tay người yêu. Ừ vậy ông đi đi, mà sao trùng hợp thế nhỉ, mình cũng vừa bị đá. Thằng kia mày đang làm cái gì đó mày muốn chết à ai cho mày quay vây. À mà thôi mình bị xích này nói nó đâu có sợ đâu. Ê bạn ơi đưa tay đây nào mãi bên nhau bạn nhé. À ý là đưa tay bạn vào bụng tôi đúng không? Chơi vậy là không vui rồi đó.